Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 3 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thường trực tỉnh ủy Hưng Yên do Ban công tác dân vận Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ký bản ghi nhớ về việc Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư xây dựng khu công nghiệp mới tại Hưng Yên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Động và Ân Thi. Đường nối hai cao tốc tạo động lực phát triển kinh tế Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào dân vận khéo, chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết những vướng mắc tại cơ sở. Khối lực lượng vũ trang trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát, nắm chắc địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị. Đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cụ thể hóa quy hoạch chung của tỉnh, nghị quyết số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực thi chính sách pháp luật, thực hiện tốt hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo tỉnh về công tác tôn giáo, thực hiện quy chế ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, chủ động hơn trong nắm tình hình nhân dân, công tác tôn giáo, tham mưu kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những nơi chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ, tiếp tục đăng ký xây dựng, nhân rộng, duy trì các mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôi đề nghị các đồng chí là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và cụ thể hóa thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong chính quyền, và trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025. Và chúng ta tập trung mạnh mẽ hơn nữa vận động tầng lớp nhân dân là thực hiện cái chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án phát triển kinh tế trọng điểm nói chung và các dự án triển khai địa phương nói riêng, đảm bảo cái vấn đề là môi trường của quốc phòng an ninh là xếp sắp các đơn vị hành chính tại các huyện cấp xã. Chúng ta đã thông qua hội đồng và báo cáo chính phủ, tới đây là thông qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội nữa là về chúng ta thực hiện thực tế ở địa phương. Thì các cái điều kiện chúng ta đang chuẩn bị khi có nghị quyết của Quốc hội về chúng ta tổ chức thực hiện được ngay. Quan tâm đến vấn đề là tôn giáo ở địa phương từ nhiều góc độ, từ công tác quản lý hoạt động tôn giáo ở địa phương. Tiếp tục đề nghị là chúng ta mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại trong cải cách hành chính và nhân rộng cái mô hình dân vận khéo, phải không có điểm nóng và giải quyết khiếu kiện đông người. Đề nghị các đồng chí tập trung cái này. Muốn nói đâu xa bây giờ chúng ta phải việc thực. Đấy, khiếu kiện đấy, điểm nóng người dân đấy, chúng ta phải dân vận khéo chính quyền thế nào đấy. Ở đấy mới là dân vận khéo để chúng ta làm sao là giải quyết cái quyền lợi của nhà nước, của người dân và của cộng đồng doanh nghiệp làm sao nó hài hòa đúng quy định pháp luật. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Sun Duk-soo và phu nhân. Tháp tùng đoàn công tác của Thủ tướng về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc có hơn 250.000 người và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có khoảng 150.000 người. Tại tỉnh Hưng Yên, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai với số vốn đăng ký trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cùng đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng tham gia nhiều hoạt động diễn ra trong chuyến thăm. Trong đó trọng tâm là các hoạt động về hợp tác đầu tư phát triển kinh tế như chương trình gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc, dự tọa đàm với một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Diễn đàn Lao động Việt Nam Hàn Quốc, Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Hợp tác Văn hóa, hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và Tổng thống Hàn Quốc. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam với Hàn Quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên với Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc về đầu tư phát triển khu công nghiệp mới. Đây là khu công nghiệp số 2 tiếp sau thành công của khu công nghiệp sạch mà tập đoàn này đã đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, đang tiếp nhận nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sang đầu tư. Việc ký biên bản ghi nhớ là cơ sở để đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông bà Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Kim Động sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri huyện Kim Động những nội dung chính kết quả kỳ họp thứ 7, kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trong kỳ họp trước, bày tỏ vui mừng, nhất trí cao với những kết quả của kỳ họp và sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Cử tri huyện Kim Động kiến nghị một số vấn đề về Bộ luật Lao động, Bảo hiểm xã hội quy định độ tuổi nghỉ hưu vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với đặc thù công việc, nghề nghiệp, xem xét về chế độ, độ tuổi hưởng tử tuất. Cử tri cũng kiến nghị về hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cần tăng cường hơn nữa để đáp ứng công việc và quyết sách của địa phương, tiếp thu ý kiến kiến nghị chính đáng của người dân. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đào Hồng Vận trả lời làm rõ những nội dung vấn đề cụ thể cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri để chuyển tới các cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, bà Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn, tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam. Cử tri các xã Quảng Lãng, Hồng Quang, Hoàng Hoa Thám kiến nghị xoay quanh các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng, an sinh xã hội. Trong đó, nhiều cử tri đề nghị cần sửa đổi bổ sung một số nội dung của luật nghĩa vụ quân sự, như thanh niên trúng tuyển các trường đại học cao đẳng cần chấp hành nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục theo học, trách nhiệm của các nhà trường đối với những sinh viên có lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tăng mức phạt đối với những trường hợp vi phạm. Một số kiến nghị liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, chế độ ưu đãi cho nhân viên thư viện thiết bị trong trường học, chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng có thời gian công tác trong quân đội, công an đã xuất ngũ, phục viên. Đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của cử tri, đồng thời giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các nội dung vấn đề khác sẽ được tiếp thu tổng hợp, gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sáng qua, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 và đợt 19 tháng 5 năm 2024 cho các đảng viên cao tuổi Đảng tại Đảng bộ xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Trong dịp này, Đảng ủy xã Xuân Dục có 13 đảng viên được trao tặng 65, 60, 55, 45, 40 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 và 19 tháng 5 năm 2024. Trong đó, hai đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, ba đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đảng viên ưu tú từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong các dự án giao thông trọng điểm có khả năng tạo đột phá cho tỉnh Hưng Yên thời điểm này chính là đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình cùng đường song hành hai bên. Đây được đánh giá là trục phát triển trung tâm trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Dự kiến trong tương lai gần sẽ là cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Dự án đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình có điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điểm cuối nút giao Liêm Tuyền, đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình thuộc xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Dự án đi qua 20 xã trên địa phận tỉnh Hưng Yên, tổng mức đầu tư hơn 1.770 tỷ đồng thuộc công trình giao thông cấp 2, đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới. Tuyến có tổng chiều dài 23,72 km, phân kỳ thực hiện đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là hơn 1.077 tỷ đồng, đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2019. Giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng,
cuối năm 2021, tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính về bấm nút khởi công dự án đường hai bên tuyến đường này, đúng dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Đơn vị thi công cả hai giai đoạn là Tập đoàn Xây dựng Xuân Trường. Trong giai đoạn thi công thì cũng có giai đoạn khó khăn do dịch Covid và giá cả nguyên vật liệu cũng tăng rất nhiều so với ban đầu. Thì doanh nghiệp cũng đã tập trung mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện đúng theo cái tiến độ đã đề ra. Với sự kết hợp của đường chính do Trung ương đầu tư và đường hai bên do tỉnh đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đường được thiết kế lên tới 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ có giải phân cách cứng với tốc độ thiết kế 80 km/h. Trên tuyến cũng có nhiều cầu vượt lớn như cầu vượt quốc lộ 38, vượt đường DT204, DH72 cùng cầu vượt sông Cửu An. Tuyến đường tạo thuận lợi rất lớn cho phương tiện tham gia giao thông có tính chất liên kết vùng để tạo động lực cho Hưng Yên phát triển. Tôi quê Thái Bình, tôi cũng đi rất nhiều nơi rồi, nhưng qua tỉnh Hưng Yên thì thấy là đường đoạn nối cao tốc giữa Hà Nội Hải Phòng và cầu Diễn Ninh Bình này thì làm rất là to, đẹp. Hai nữa là có cái đường hai bên có hệ thống chiếu sáng rất là tốt, thuận lợi cho bà con đi lại, và hai nữa là các nhà đầu tư về đây và các khu nghiệp thì rất là thuận tiện. Với sự hiện đại và tính kết nối cao, hai bên tuyến đường này đã có hàng loạt khu cụm công nghiệp đang được xây dựng như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3, số 5, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ. Khi giao thông thuận lợi, dù chưa có đầy đủ hạ tầng mặt bằng, song tại các khu cụm công nghiệp này đã có hàng trăm nhà đầu tư thứ cấp đăng ký vào để sản xuất kinh doanh. Làm công nghiệp ấy thì chúng ta có cái phần hạ tầng giao thông là cái quan trọng nhất. Các cái nhà đầu tư khi đến đây họ rất là hài lòng về cái câu chuyện giao thông. Thì khi đến thì họ đã đặt vấn đề và đã kiểm tra phần hạ tầng, họ rất là hài lòng. Và các cái nhà đầu tư về khẳng định mà khi chúng tôi đã có đến 50% các cái nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư tại cụm, thì để khẳng định là cái việc lợi ích của cái tuyến đường nối hai cao tốc là rất lớn. Ngay từ đầu thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đường nối hai cao tốc, tỉnh Hưng Yên đã rất quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là dành nguồn ngân sách lớn để giải phóng mặt bằng thi công hai tuyến đường bên, cầu vượt nhằm tạo sự đồng bộ trong kết nối giữa các tuyến. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh được ủy quyền là đơn vị chủ đầu tư để triển khai dự án. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, ban quản lý dự án đã phối hợp cao với các xã, các nhà thầu công, các đơn vị tư vấn quản lý chặt chẽ khối lượng, tiến độ và giải quyết những khúc mắc trong quá trình triển khai thi công. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Đến thời điểm này, toàn tuyến đã được thông xe kỹ thuật, còn một số hạng mục cầu vượt sẽ được hoàn thành vào những ngày tới để hoàn chỉnh tuyến giao thông rộng đẹp nhất và có vai trò quan trọng bậc nhất trong kết nối giữa các địa phương để thực hiện quy hoạch trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của tỉnh Hưng Yên hiện nay. Để cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các hạng mục. Ngoài hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc, cấp điện, chiếu sáng, cống, thủy lợi, hoàn trả kênh mương, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống đường giao thông có chiều rộng từ 22m đến 24m, có vỉa hè hai bên rộng từ 8 đến 10m và trạm xử lý nước thải có công suất 1.400 m khối trên ngày đêm. Hiện hai hạng mục trên đã triển khai được 90% khối lượng công việc. Hiện tại thì nhà thầu vẫn đang tăng cường tổ đội, huy động nhân lực, máy móc và triển khai tăng ca để đảm bảo tiến độ của nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra. Dự án cụm công nghiệp Quảng Lãng Hạ Lễ có diện tích gần 75 ha thuộc địa phận hai xã Quảng Lãng và Đặng Lễ, huyện Ân Thi, có tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Trong đó, đất xây dựng nhà máy trên 56 ha, khu điều hành dịch vụ trên 2,2 ha, còn lại là đất giao thông, cây xanh, mặt nước. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh may mặc, các dự án không gây ô nhiễm môi trường. Ngay sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2023, đơn vị chủ đầu tư đã triển khai thi công ngay các hạng mục của dự án. Đến nay thì cơ bản chúng tôi đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dùng chung đó, và trong quá trình thi công thì chúng tôi luôn luôn có những giải pháp để không ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Đến nay, khoảng 30% diện tích của cụm công nghiệp đã được các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký. Để các dự án sớm đi vào hoạt động, ngay sau khi hoàn thiện hạ tầng,
đơn vị chủ đầu tư sẽ tiến hành san lấp để bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào cụm công nghiệp. Hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Phù Cử để thẩm tra hồ sơ và kết quả hoàn thiện các nội dung tiêu chí hoàn thiện huyện nông thôn mới nâng cao năm 2013. Đến nay, có 13 trên 13 xã đạt tiêu chí về môi trường trong Bộ Tiêu chí Quốc gia nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Trần Cao đã được Ủy ban Nhân dân huyện thẩm định công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Có trên 98% số hộ dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đối với các nội dung theo Bộ Tiêu chí Quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, huyện đã đạt 33 trên 39 nội dung, còn 6 nội dung đang còn vướng mắc hoặc cơ bản đạt. Tại buổi làm việc, huyện Phù Cử đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh một số nội dung. Sở Tư pháp thẩm định tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đánh giá, công nhận trường trung học phổ thông theo các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Sở Xây dựng hoàn thiện tiêu chí quy hoạch và giao thông, bến xe khách. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề còn khó khăn vướng mắc liên quan đến các tiêu chí chưa đạt để huyện hoàn thiện, huyện nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, gương mẫu trong lối sống, tâm huyết với công tác đoàn và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chị Bùi Thị Mây, bí thư đoàn thanh niên xã Mai Động, huyện Kim Động đã lan tỏa tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên đến với đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Nhờ đó, phong trào đoàn tại địa phương đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay, mỗi buổi sáng và chiều, thanh thiếu nhi ở xã Mai Động lại đến sân vận động để tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải giải bóng đá năm thứ hai của xã được tổ chức vào ngày 2 tháng 7. Có được phong trào này là do sự nỗ lực của ban chấp hành đoàn thanh niên xã, trong đó vai trò đồng cốt là chị Bùi Thị Mây, bí thư đoàn thanh niên xã. Sân vận động này cũng là kết quả từ việc tích cực vận động kêu gọi xã hội hóa với kinh phí hơn 200 triệu đồng để cải tạo và mua sắm các trang thiết bị phục vụ luyện tập. Cháu là rất thích chơi bóng đá và cháu cũng nhờ các anh chị ở đoàn thanh niên hướng dẫn tập luyện để hoàn thành các kỹ năng thêm hay hơn. Và cháu thấy mùa hè này thật là bổ ích và thú vị ạ. Được sự chỉ đạo cũng như là quan tâm của đồng chí bí thư đoàn xã thì các chi đoàn trực thuộc đã tiến hành tập hợp các bạn đoàn viên thanh niên nghỉ hè để cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ cũng như là hoạt động của đoàn. Đảm nhận vai trò bí thư đoàn thanh niên xã từ năm 2020. Bên cạnh đó, còn là đảng ủy viên phụ trách thôn Nho Lâm và trưởng đài truyền thanh xã, chị Bùi Thị Mây đã luôn tìm tòi học hỏi, thực hiện công việc hiệu quả và đề ra các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Hiện nay, xã Mai Động đã tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích hấp dẫn cho thanh thiếu nhi địa phương như sân chơi cuối tuần, liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ, đặc biệt thực hiện phong trào đoàn viên thanh niên giúp nhau làm kinh tế giỏi. Đoàn thanh niên xã đã đứng ra tín chấp được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động với trên 4,7 tỷ đồng. Nhờ đó, những năm gần đây, phong trào hoạt động đoàn luôn nhận được sự quan tâm cổ vũ của đông đảo nhân dân, trở thành điểm sáng trên địa bàn huyện Kim Động. Để cho các hoạt động mà thực sự để đi vào hiệu quả và có tính chiều sâu, đã rất là tích cực tìm tòi học hỏi các cái hoạt động, các cái phong trào thế nào để cho nó phù hợp và tùy tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo được cái tâm lý, nguyện vọng, cái tư tưởng của đoàn viên thanh niên trong xã để làm sao đề ra các hoạt động cho nó hiệu quả và thu hút được các bạn tham gia. Đồng chí Mây là một cán bộ đoàn năng lực của địa phương, rất là sáng tạo trong cái chỉ đạo cái hoạt động hè, đóng góp rất nhiều cho cái sự đảm bảo cái an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với sự cố gắng nhiệt tình, gương mẫu thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chị Bùi Thị Mây đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp các ngành, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho các đoàn viên thanh niên học tập và noi theo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.